Đây là chùa Hoa Nghiêm. Hôm nay rằm ở trong các Phật tử đang làm lễ. Mình chưa dám vô. Ở đây đứng ở ngoài quay thôi, chưa dám vô. Đi ngoài khung viên. Tiến vào cái chùa Hoa Nghiêm. Chùa Hoa Nghiêm. Đây là cổng mình hiện ở bên hông. Đó là cổng trước. Đây, cổng trước. Người ta đang cúng. Ở dưới đang làm lễ. Cái khung viên đứng trên lầu nhìn quay xuống đứng trên lầu quay xuống chùa Hoa Nghiêm. Ở dưới rất là đẹp. Rồi xong rồi, mấy Phật tử làm lễ xong rồi. Rồi xong rồi. Xong rồi, mình cũng đi về luôn. Ở đây cái hồ Phật tử đông rồi. Tử làm lễ xong rồi. Thôi mình đi xuống rồi. Bye bye chùa Hoa Nghiêm. Về đây. Trưa nắng quá rồi.